xin chào các bạn chúng ta đã gặp nhau rồi và mình là tùng dũ hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái chủ đề mà ắt hẳn rất là nhiều chủ quán net quan tâm thì đầu tiên là chúng ta sẽ hỏi bao giờ chúng ta sẽ thoát khỏi cái cảnh mà phải lấy công làm lời lấy công làm lời ở đây là sao có nghĩa là bạn trực tiếp tham gia vào quản lý và vận hành quán net ví dụ bạn làm thu ngân này bạn làm nhân viên phục vụ này bạn làm giữ xe này rồi bạn làm cả bếp này và nếu mà các bạn cứ làm miết ở những vị trí đó, có nghĩa là bạn ok thôi thì mình mở ra thì mình phải trực tiếp vào làm là đầu tiên là cho an tâm này, thứ hai là tiết kiệm được tiền cho nhân viên tiết kiệm tiền mà chi cho nhân viên này thì lấy cái tiền đó bù vào cho mình thì chắc hẳn là là lợi nhuận nó sẽ, sẽ ok hơn. Rồi nhưng mà khi trải qua cái vấn đề này mọi người ha, thì các bạn có nghĩ tới cái trường hợp là và một ngày đẹp trời tự nhiên bạn cảm giác thấy mệt quá Mà bạn vẫn phải làm Các bạn ha Và bạn muốn thoát ra khỏi vị trí này Để bạn có thể đi làm việc khác Ví dụ như là đi cà phê với bạn bè này Rồi đi kinh doanh riêng này Hay là đi chỉ để, để nhậu buổi tối thôi đúng không Thì đầu tiên nha Thì mình sẽ ứng qua đi Đi đâu cho xa Mình sẽ nhìn qua khách hàng mình 8 trên 10 Tỷ lệ 8 trên 10 người là người trực tiếp quản lý rồi và có nghĩa là họ hiện tại là họ không có làm công việc nào khác ngoài kinh doanh net họ trực tiếp đứng vị trí quản lý đó mọi người và đôi khi mình thấy nha đôi khi mình thấy đó, trên khuôn mặt của họ đó, rõ vẻ mệt mỏi mọi người ạ bởi vì một phần là từ ngày nào các bạn biết rồi ngày nào công công việc đó cũng diễn ra liên tục liên tục và giống nhau tất hẳn là nó sẽ gây ra sự nhàm chán rồi nhưng đây là công việc chính của họ họ sẽ làm mà rồi những người khác họ sẽ bao giờ Chẳng lẽ một một trong tháng trong tuần không đủ nhau đi ra ngoài một lần đúng không? Thì để làm được điều này nhá, thì chúng ta lại phải quay về bài toán huề vốn. Bao giờ các bạn sẽ chạm điểm hòa vốn? Thì các bạn nếu mà muốn rõ hơn thì các bạn có thể xem qua cái clip mà mở phòng nách có lời không? Thì mình có chia sẻ ra một loạt cái chi phí và cũng như doanh thu mà các bạn có thể ước lượng được. Và các bạn nhắm cho mình là bao lâu hồi vốn mọi người ạ à? Thì thường thì mình hay hướng cho khách hàng mình á Chúng ta sẽ làm trong vòng 12 tháng thôi 12 tháng là ở bốc trung bình khá Còn nếu mà các bạn làm tệ hơn á Thì tất nhiên là các bạn phải đến từ 15 đến 18 tháng rồi Còn những bạn nào làm giỏi hơn á Thì tất nhiên 8 tháng Còn dưới 8 tháng thì mình chưa gặp Khách hàng thì mình đã hiện tại là đến 7 tháng rưỡi là họ đã về hồi vốn rồi mọi người ạ à thì khi chúng ta ước lượng được thời gian hòa vốn đúng không thì chúng ta bắt đầu chúng ta tính tiền lương của mình đúng không ví dụ các bạn làm vị trí thu ngân đúng không các bạn một ngày các bạn làm bao nhiêu tiếng đó các bạn tính ra rồi bạn làm vị trí uh, giữ xe bạn bị làm vị trí bếp thì các bạn cứ tính hết ra và rồi sau một tháng các bạn xem thử sau khi trừ đi chi phí đã bao gồm tính lương của mình các bạn xem thử cái mấy mức đó thì chúng ta được bao nhiêu bao lâu hòa gửi vốn đúng không và các bạn thấy ồ oh, cái mức này chúng ta hòa vốn này đúng không ví dụ như là các bạn là đầu tư đầu tư một tỷ hai đi đúng không bây giờ lợi nhuận của các bạn sau khi trừ hết đi chi phí bao gồm tính lương của mọi người nữa thì các bạn thấy ồ oh, một tháng này chúng ta được 100 triệu thì chúng ta chúng ta được 12 tháng chúng ta cũng đạt được cái mốc đó thì bây giờ các bạn có thể yên tâm là các bạn có thể À thôi, tao không làm nữa Bây giờ tao vẫn trả thuê nhân viên khác Lấp vào vị trí của ta Và ta chi trả các cái tiền đó cho nhân viên Thay vì đưa cho mình thì mình đưa nhân viên Đúng không? Và đằng nào mình tháng mình cũng lãi được 100, 100 triệu mà đúng không? Thì đó, đó bài toán mà chúng ta có thể tính tự tính được Và nếu các bạn sau khi tính lương của mình Và các bạn cảm thấy Ồ, oh, có vẻ hơi đuối nha Thấp nha, thì chúng ta ta phải làm sao thay vì chúng ta mục tiêu ta ban đầu là 100 triệu một tháng bây giờ chúng ta chỉ về được 70 60 đuối đúng không thì bây giờ các bạn phải tìm cách để tăng doanh thu mọi người ha để chúng ta bù vào cái khoản đó làm sao cho cái lợi nhuận nó về được một số 100 này thôi đúng không thì đó là để cho đây đó là một bài toán mà chúng ta phải tính và chúng ta phải vận hành thì để làm sao vận hành các bạn ha để làm sao hành thì các bạn phải có một khung khung cơ bản và khung cứng luôn nha. Ví dụ như là à một ca có mấy người và những người này làm những vị trí gì, làm những công việc gì. Các bạn ha. À, và chúng ta cũng tính đến trường hợp là à hôm nay lỡ may một bạn nào nghỉ thì bạn nào có bù vào được vị trí đó không? Đúng không? Và những bạn này các bạn này có làm được năng suất như vậy không và bạn cũng phải làm sao chen training và quản lý nhân viên của mình làm sao phải đạt được như cái năng lực kỳ vọng có nghĩa là tôi là chủ quán tôi làm vị trí này như thế nào thì bạn cũng phải làm được những vị trí như vậy đúng không các bạn cũng xem cái clip mà cách đây một hai ngày mình chia sẻ đó các bạn thấy không nhân viên đâu đâu nghe chủ đâu đâu chủ làm đâu sinh ra cái phần mềm để làm gì để chúng ta bán hàng, để chúng ta làm gì, thì chúng ta có thể tương tác với khách hàng và chúng ta có thể làm sao? Có nghĩa là chúng ta thao tác nhanh hơn, quản lý được đồ, nhưng mà không. Nhân viên tự ý tắt loa, tắt phần mềm, không có mở lên và lấy lý do sao? Ô, ừ, khó. Mà lấy lý do sao? ồn ào quá, không xem phim được. Ủa, các bạn đi, các bạn đi làm mà đúng không? Thì đó là một trong những điểm mấu chốt mà mọi người nên cẩn chú ý đầu tiên đó chính là cái sao bài toán hòa vốn thứ hai là chúng ta phải bài toán quản lý nhân viên vận hành nhân viên training nhân viên mọi người à thì như vậy các bạn sẽ gọi là yên tâm cho dù các bạn không có ở quán mà các bạn vẫn cũng quản lý được nhân viên mà quản lý được doanh thu biết được bao nhiêu người đang chơi này rồi hôm nay bán được bao nhiêu đồ này và các bạn có thể yên tâm đi du lịch này đi chơi với bạn bè này Đúng không? Còn có gia đình nữa, những người bạn nào có con cái rồi sao? Phải có thời gian chăm lo cho con cái chứ. Chẳng lẽ chúng ta phải bỏ con cái à? Đúng không? Thì đó là những điểm mấu chốt mà mình muốn chia sẻ cho các bạn ngày hôm nay. Bạn nào có thắc mắc gì cứ nhắn tin cho mình qua Zalo 28 Xin chào và hẹn gặp lại.